Bạn thấy bãi biển không bạn? Mình đang ở Hà Tiên, mới uống nước mía xong nè. Hôm nay mình có một cái chuyến đi ra nước ngoài các bạn. Nói nước ngoài cho sang vậy đó, nhưng mà hôm nay mình đi Campuchia. Mình ghé thăm nước bạn chơi. Bây giờ mình đang chuẩn bị qua cửa khẩu. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn biết cái quy trình qua cửa khẩu như thế nào, chi phí rồi bên nước bạn như thế nào các bạn. Nếu mà được mình sẽ quay hết tất cả các bạn xem luôn. Bây giờ mình sẽ lên đường đi thẳng ra cửa khẩu Hà Tiên. Đầu tiên là mình sẽ đi qua cái cầu Tô Châu. Lâu lắm rồi mới được ghé lại thăm cái cầu này các bạn. Mình nhớ cái lần cuối cùng mình đi Hà Tiên á, là cách đây cũng 10 năm rồi. Quá trời quán nhậu nè. Bến phà Thạnh Thới nè các bạn. Cái đường này á, là mình đi qua Phú Quốc à, mình có thể đem xe máy theo. Cầu Tô Châu. Và đúng rồi. Đó, bến phà các bạn, đứng đây nhìn thấy bến phà trên cao nè. Đấy. Đúng rồi, phà Thạnh Thới nè, lúc trước mình đi đó. Wow, đẹp ghê á. Quá đã, quá đã. Quá đã. Mình rất là thích đi qua những cây cầu. Cây này là chắc cây cầu cuối cùng các bạn. Bên Việt Nam mình là mình chuẩn bị qua Campuchia. Giờ mình sẽ đi thẳng. Lâu lắm rồi mới được ghé thăm Hà Tiên. Cửa khẩu Hà Tiên, quay có cái núi gì kìa. À, Thạch Động các bạn. Một lần mình có vô đây một lần rồi, lâu lắm rồi. Bao nhiêu kỷ niệm xưa ùa về. Ôi, chết thuốc nốt kìa. Đặc sản. Cúc nốt thường ở ngoài ruộng không ạ? À? Ở ngoài ruộng á. Để mình đi kiếm cây thúc nốt mới được. Sashigate. Đây là lần đầu tiên mình đi qua Campuchia các bạn, nên cái gì mình nói sai hay là mình không biết, mình nói nhầm á, bạn thông cảm cho mình. Mình sẽ quay cho các bạn thấy là lần đầu tiên đi qua Campuchia sẽ như thế nào. Cảm xúc thật luôn các bạn. Nôn quá nôn à. Lần đầu tiên được đi nước ngoài. Mình thấy được cái cổng rồi các bạn. Đi thôi, đi thôi. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Sao các bạn, có ông anh mình chỉ mình. Mình xuống xe dắt bộ. Đi bắt bò ra. Đi
xong vòng đầu tiên, tới vòng tiếp theo các bạn. Đơn giản lắm, đưa vô họ xét giấy tờ này kia đi các bạn, không có chi phí gì hết. Dắt xe qua bên đây vô tiếp cái vòng tiếp theo. Sau khi các bạn đưa hộ chiếu ở đây thêm một lần nữa, bạn chạy qua bên đây. Ui, qua được 3 vòng rồi. Dạ. À, rồi bây giờ mình bước đó, bước qua Campuchia đó các bạn. Mình bước qua Campuchia. Còn như còn một vòng nữa. Qua một vòng tiếp theo các bạn, dắt xe qua. Ây da. Thêm một vòng nữa. Mấy vòng rồi ta? 4 vòng rồi không? Chiếc xe nhìn lạ ghê các bạn, 125 luôn. Honda Dream với Campuchia. Bây giờ vô trong đây thêm một bước nữa. Đây là cái bước cuối cùng các bạn. Lắc về gáp kìa. Nó muốn đào đi. Xong rồi bạn. Casino Hotel kìa. Đây casino nè. Cuối cùng cũng xong rồi. Mình cầu lăn bánh trên đất Campuchia. Kiếm chỗ ăn các bạn. Đấy, có cái tử của người Campuchia các bạn. Nhìn rất là lạ luôn. Giờ tìm chỗ đổi tiền các bạn. Đây có cái tượng gì nè, đổi tiền để chuẩn bị thử các bạn, đổi tiền chuyển tiền. Vô coi nè, quá trời à. Đổi em 3 triệu luôn đi. Đổi tiền đô xài lỗ có đuối, tiền đô xài có đuối. Chẳng không à? Mà mày phải chẳng chẳng luôn, không có đuôi. À,
sim em xài data 1-2 ngày thôi chị. Còn 1 ngày không, 10 ngày không biết. Ừ, em biết nhưng mà bao nhiêu một cái? Một cái 200 ngàn có thể luôn. Có thể tải luôn, xài internet luôn, đủ thư luôn. Cứ gắn vô là xài thôi. Một cái wifi mà. Một cái wifi mà. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 8 đủ rồi. Ở đây người dân mình thấy không ai đổ bảo hiểm hết trơn các bạn. Dạ. Hình như bên đây không có quy định đổ bảo hiểm hả ta? Mình thấy không ai đổ bảo hiểm trơn á. Coi còn cái gì hay ho không? Xe cộ nè, xe thì hồi nãy mình thấy chiếc Sonic. Mấy chiếc Dream nè, Dream này rất là nhiều luôn á. Ê, có chiếc Ad kìa, Ad Setter kìa. Để mình coi có mấy chiếc xe nào lạ lạ không. Chiếc này giống như chiếc CD50 nè. Chiếc này Dream, rất là nhiều Dream luôn á. Bên đây hình như người dân họ chuộng Dream đó các bạn. Họ đi đâu cũng có mấy cái có hình con voi cái cổng kìa. Đẹp ghê. Đường này quá trời rộng luôn. Một cái thốt nốt giữa đường luôn kìa. Vui các bạn. Quá trời lạ lẫm luôn. Lần đầu tiên mình được đi qua một cái nước khác á. Coi còn cái gì hay ho. Chở cái gì quá trời kìa. Xe này xe siêu vận chuyển luôn. Xe snack, mì gói. Quá trời chiếc xe. Siêu xe. Chở đồ đụng đất luôn các bạn. Ghê thiệt. Ở Việt Nam đó. Siêu vận chuyển. Người như cái trường học cái gì á. Quá trời luôn. Ôi kìa, sướng ghê, không có người nào đổ bảo hiểm chứ. Nhớ lại cái thời mình hồi nhỏ các bạn. Hồi nhỏ mình nhỏ xíu luôn á. Cũng chưa có ai đổ bảo hiểm chứ. Thốt nốt bên đây là chùm luôn. Đi đâu cũng thấy hết. Oppo, Vivo. Cả một cây số là thấy có cái điện thoại. Chạy xe, đưa ai dò nó luôn. Có chiếc xe dễ thương kìa. Đổ xăng lẻ. Còn nhiêu xăng ta? Còn nhiều xăng. Bây giờ mình không có mua sim, rồi không có mạng, rồi không có bật Google Maps được luôn các bạn. Rồi cứ chạy không biết chạy đi đâu nữa nè. Hướng nào đây ta? Chú chiên. Vẹo vẹo. Mình có thổ địa dẫn đi. Chứ giờ mình không biết đường. Bán thúng kìa. Cái cây gì đây? Mình qua đây xong cái mình như hai lúa rồi á. Hiểu thuốc rồi, hiểu thuốc. Mình đoán là cái hiệu thuốc. Cái này như là cái ngân hàng. Ây vui.
Ui 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 ui, siêu xe bạn, siêu xe. Ui. Ủa, nóng lạnh chưa? Ghê chưa? Phát hiện một con cọp. Ủa. Ây dù, khen nãy cái đường đẹp trong đường đây xấu quá vậy. Trời ơi, quá trời bụi rồi, đường nó đang làm quá bụi rồi. À, ở đây có cái chùa lớn lắm mà. Ở trên cái mái nhà nó lọt bằng cái gì vậy ta? Chiếu chiếu kìa. Ây da. Trời trời trời. Nó có cái nón bảo hiểm màu đỏ. Cái này là cái gì đây? Hiệu thuốc Honda, có Honda kìa. Bán còn là rim, có Vario nữa kìa. Này cái gì vậy trời? Có đèn led kìa. Không thế nào mà hiểu được. Quá trời ơi, chiếc xe kìa. Trời ơi. Thêm chiếc nữa, quỷ với thằng ơi. Trời ơi. Bão cát, bão cát. Cứu tôi, cứu tôi. Quá trời các bạn ơi. Coi cái con đường nè. Campuchia chào đón một con cơn bão cát. Mình qua đây nó chào đón mình cơn bão cát rồi. Rồi không thể nào thấy gì luôn. Hên là mình đội full face các bạn. Mình mà đội nón thường á là chắc xong phim này. Biết cái đây có bắn tốc độ không trời. Ủa trước mặt có cái núi kìa. Cái này như là chiếc xe tập quá di động các bạn. Nhìn đi. Wow. Vui ghê. Wow, cái dãy núi rất là lớn luôn kìa. Đây chắc là cái hồ á. Có cái đập kìa. Mình giờ không biết mình chạy đi đâu nữa. Bây giờ mình không có Google Maps. Mình cứ mang theo cái con đường lớn nè các bạn. Sao bên đây mình không thấy ai bán iPhone chứ các bạn? Vivo, Apple gì đó không à? Sao mình không thấy Samsung với iPhone ta? Trời ơi, chiếc xe kìa. Cái này là cái bản hiệu gì đây ta? Ngã tư à? Hotel. Nhìn chiếc xe kìa.
biển kìa, biển kìa, biển kìa. Thấy biển à, thấy biển à. Quay lại đi ngắm biển các bạn. Này cái gì đây? Ta xa thông gì đó. Ở đây mới thấy có cái bờ biển nè. Để mình chạy vào thử coi. Này bãi biển gì đây? Ờ cái này có hotel mà. Ồ, có hai người bạn. Wow, ở đây không biết là cái bãi biển gì nữa ta. Ở bên mấy cái đó nó dốc gì đây. Nước này nó cũng còn khá là đen các bạn. Quá trời tàu luôn kìa. Ui, ướt chân á. Bên đó chắc là cái resort à. Có một cái bến đường ra quá trời xa rồi, chắc nó đi qua cái đảo bên kia quá. Còn bên đây mình không biết là cái gì bên đây. Cái khu nãy mình đứng mình nhìn qua đã các bạn. Wow. Nước này nó hơi đen. Nhưng mà thấy nhìn thấy cũng vui đó các bạn. Thấy cũng sạch sẽ nè. Cũng có vài người đang tắm kìa. Bây giờ nắng lắm. Hình như biết cái mấy cái này là nó có tính tiền không ta? Tiền chòi. À chắc là mình vô đó mình chỉ cần kêu đồ ăn thôi. Wow, dài lắm các bạn. Như mỗi khu bãi biển luôn. Có hình con ghẹ thôi. Thì thấy khoái rồi đó. Khoái ghẹ rồi đó. Đó ra con ghẹ đó các bạn. Quá trời nít tắm à, nít sao ạ? Ok.
Để mình lên đây coi thử các bạn. Quá trời tắm biển các bạn. Nắng cỡ này mà tắm dữ nhiều dữ luôn á. Ok, nhóc hết trơn kìa. Nhìn giống Vũng Tàu các bạn. Bên đây là cho thuê bàn ghế bán đồ nè. Nhìn rất là giống Vũng Tàu luôn á. Ngôi sự phát kinh là cấm đậu à. Vô đi em nghe bên đây em coi cho. Wow, cái hồ bơi kìa. Ui, kêu hả bạn? Có nè. Chết. Chết. Quay quay. Bạn làm phi đó. Ờ. Còn ê tôi. Từ 1 đến 7, ý từ 1 đến 7 đâu được. $55 or something like that. 205 quay về mỗi nha. Lên đi ta, 200. Giờ sao to rồi đấy. 50 nè. 100 nè, 200 nè. 200. Để 5 đúng không? Mình xin 500 đó phải không? 5.000 á. 5.000 á. Cái này 5.000. Okay. Thank you. 5 pay for tea. Okay. And we check out at 12. Okay. Yeah. 7:30 đến 10:30 miễn phí nha. Lên phòng.
Cái giá phòng ở đây là đã bao gồm ăn sáng các bạn, là thời gian ăn sáng là từ 7 giờ đến 10 giờ. Rồi bây giờ hãy theo mình đi coi ăn sáng bên đây nó có món gì các bạn. Đi. Cái chỗ này là hồi sáng mình bay live cam nè. Mình bay mà tim muốn rớt ngoài các bạn, lại đây. Hồi nãy mình bay không có nắng, bây giờ nó có nắng. Rồi mình quay cái view các bạn coi. Đấy, nó hơi khuất cây chút xíu các bạn. Đó, bây giờ có nắng rồi nè. Đây này có hồ bơi, hồi tối mình tắm mà. Tối mình quay không có được cái gì chứ. Để mình xuống dưới mình quay chụp vài tấm hình ở dưới cái hồ bơi rồi đi ăn sáng. Rồi bây giờ dẫn các bạn đi thăm cái hồ bơi. Ở đây là khăn tắm nha các bạn. Chỗ này là bỏ khăn dơ bỏ vô đây nè. Đấy, nằm thử cái các bạn. Ây da. Tối mình tắm ở đây nè. Đây mình quay các bạn xem. Đây. Nước rất là trong luôn á. Đó. Bên đó là nhà vệ sinh. View tối cũng đẹp các bạn. Dưới đây nó có đèn nè. Ngắm biển. Nhờ có cái chỗ sủi nước. Nước nó cứ lọc thường xuyên đường xuyên ngoài. Bên đây là quán ăn nè. Có cái gì? Cái này không biết là cái gì luôn. Dạ. Dịch coi. Đồ ăn là cái gì? Ủa, em, cái này anh Tâm, anh Tâm, cái này đi xa. Mấy cái này là ăn với lại bơ với ấy đó, không ngon, không có thích. Anh ăn cái này nè. Cái này gì? Bacon and eggs. Trứng giống như ốp la của mình. Còn cái này? Mật ong. Cái này là... Cái này... Bánh. Có mớ gạo nè, ăn với lại thịt nấu với mật ong nè, rồi với lại rau. Có thịt phải không? Cái này có thịt phải không? Đi xa cái này. Đi xa cái này à? Đi xa. Rồi, heo á. Rồi, vậy. Không phải, đi xa, đi xa cái này. Đi xa cái này nha. Hủ tiếu à? Xem xúc mà. Đó nữa, vậy là dân hủ tiếu. Ừ, ăn này đi, có chữ Cambodia nè, ăn thử rồi nó. Biển này nước thì nó cũng y chang như Vũng Tàu các bạn, nhưng mà nó có thể nó đen hơn nữa. Nhưng mà được cái đông vui lắm. Giờ mình sẽ đi coi ở đây có bán cái gì ăn không, ăn chơi. Cái này biết, món này biết. How much on? 5 hả? 6. How much? 5,000 real. 5,000 real. Each one. Yes. Thank you. Một cái rồi. Bánh chén.
Dạ hỏi tiếng Anh. Giống bánh tráng Đà Lạt nè. Đây là gì? Bắp, bọc dịch, với à, chả, mưa. Đủ 5.000 này là cái bánh này 25.000 thôi mình. Đủ là tay tay dắt đúng không? Không biết. 5.000 này là 25.000. Quá trời nhiều topping nè. Còn gì nữa? Thanh cua. Cái gì? Thanh cua. Thanh cua là gì? Cua giả. Đâu phải cua thiệt. Rút. Chà bông. Ai kia bằng cạnh. Tần này xong đó. Ủa, nhiều thế. Nhiều vậy. Tới. Bánh thì quá trời nhân nghe. Còn đó hả? Thôi. Không có chín. Rồi bỏ lúc đầu. Anh không có cho em cơ hội học được. Hỏi đi qua kia kiếm cho học bạn. Học tiếng phổ thông của đây học được vài chữ. Thì ông vừa rủ anh đi đâu đó. Đi mà học được chữ nào để nói chuyện. Đã chuẩn chơi bánh rồi. Ủa, bánh này 25.000 đúng rồi. Full topping. Con này góc rộng lắm, em cứ đưa vô giữa là được, khỏi bật màn hình. Âm gọi cho biết nó là giữa. Cảm giác. Quay anh test này coi. Rồi. Cảm ơn nó ra. Cảm ơn nó lại gì ta? Em chỉ có giá trị như vậy thôi đó. Cái bánh chà bá rồi ta. Hello, xin chào. Ô. Quá cần nhân luôn, có bánh này ăn một cái là rất ngon luôn quá. Ngon. Bây giờ mình đi kiếm nước uống bạn, mình ở đây có bán nước nè. Nước gì ta? Xài. Uống gì em? Cây
này gì ta? Bánh ông Rải à? Mình đi kiếm nước gì lạ lạ uống bạn, mà mình không thấy cái gì lạ hết trơn. Bây giờ mình đi vòng vòng không có thấy nước nào lạ hết trơn. Giờ mình uống nước mía thử. Uống nước mía Campuchia. À, anh một ly. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? 1,3,000 Ở Phan. 5. 3,000 won. À ok ok. Cảm ơn, cảm ơn. Chúng con qua mua trái cây nha chị. Để mua nước uống nè. Chị mua nước uống. Cảm ơn. Con chị đang. Con chị đang. Ai da. Đi mua trái cây. Cái trái này trái gì ta? Lấy cái này, cái này. Hai trái. Hai trái. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Okay. Mấy? À. Chua. Thế là lạ hồ đại. 7,000 một bán đóng cho mà 4,000 cho mà 1,000 không? 4,000. Dạ, dạ. Anh đang mở đi cái này. Ôi. Ôi con. Dạ đi. Gì? Được 2 món. Cái trái này mình không biết cái tên gì luôn. Nó chua chua ngọt ngọt. Như tự tựa mùi mắng cầu các bạn. Nước mía. Nước mía Campuchia mới có khác gì nước mía Việt Nam luôn. Màu nước mía là bình thường không có gì á. Bây giờ để mình ăn thử cái trái này.
nãy giờ lội bộ cũng mệt rồi. Bây giờ mình đi ăn hải sản, thử coi ở đây nó có những hải sản nào mà khác ở trên Bạc Liêu của bạn, hoặc là ở bên Việt Nam mình đó. Ở đây là bên cái khách sạn mình ở nè, ngang mặt luôn. Còn cái này là cái tên gì á, mình cũng không biết cái tên gì các bạn. Giờ bây giờ hãy theo chân mình vô đó mình kiếm đồ ăn. Đây, cái tên này là không biết tên gì luôn bạn. Vô. Ở đây có mấy cái võng nè. Đâu rồi. Ồ, bạn ngồi nghe bãi biển các bạn. Giờ đi tìm chỗ. Ủa, ở đây đang xây vậy? Dài dài qua bên kia nó kìa, nguyên một dãy luôn. Uncle, Anter, Cambodia gets bird. Cái này à? Early, sun, mid sun. Sun. Có rượu. Ờ, Hanuman. Hanuman, lý sử rượu. Cái này bị thái. À. Được á, có người phục vụ nhà. Cay quá. Tới giờ mình vẫn chưa thấy nào quen ăn cái nĩa này. Gấp không được, mình phải có đôi đũa. Mình cứ chọt hoài, nó cứ gớt hoài. Cả nó quá trời mà, nó chấm cay quá trời cay, chịu không nổi. Bạn coi. Ớt rồi. Ớt. Hài cũng ớt rồi. Ớt siêu cay đó. Ăn mà phải lau mồ hôi à. Hay quá bạn. Mình xin một cái nước chấm không ớt bạn. Mà nó vẫn còn ớt nha. Vẫn còn để 1-2-3 miếng ớt vô. Bây giờ mình sẽ thử gà. Món gà thì ăn cũng được, không có gọi là xuất sắc. Về thôi mọi người. Ôi, tạm biệt. Ê, ngắm lại bờ biển nè các bạn. Ồ, bữa nay nó có ánh sáng nè. Hôm qua nguyên một ngày nó âm u luôn. Bữa nay nhìn đã ghê à. Ngọt như một vũng tàu thu nhỏ. Bên này sóng nó ít nên nước nó trong. Hôm qua nè, hôm qua nước nó đục lắm bạn. À, con ghẹ ở đây. Nhìn cái ghẹ đã à. Cái này không biết có lúc nào mà nước nó gồng nổi mà đi ra được con ghẹ không ta. Kết thúc cái chuyến đi nước ngoài đầu tiên. Rất là thú vị luôn á. Nếu mà thay vì đi Vũng Tàu á, các bạn có thể lựa chọn đi qua bên đây nè. Nó gần hơn và nó cảm giác nó lạ hơn bạn. Thích hơn. Mình đang chạy dọc sát cái bờ biển luôn các bạn. Ở đây cũng có những cái bãi như là tập kết các loại tàu mà đánh cá nè các bạn. Ồ, nước cạn ghê. Đường này nó như nó mới làm mà. Đường này mà trời mưa cái chắc sôi rồi luôn quá. Có đứa nhỏ xíu à, nó bắt cái gì vậy? Đâu vô cái đường sa mạc. Đường chuyển gió rồi đó, không bệnh không? Như là cái sa mạc kìa. Ở
cho mình, có gái không có núi à. Đường này mà xây rồi chắc nó lớn kinh hồn luôn á. Wow, khu du lịch trong tương lai. Vừa này lâu năm thủy rồi. Điều bữa hơi nhiều, điều đó thì tí hon thôi. Điều nó ra gió thổi cái dèo tay tiêu rồi. Bị gấp 4 lần liền đó. Vậy chắc không hỏi được rồi. Này. Vậy nó mới hỏi dễ chứ.
nó cứng hơn, cái sườn nó cứng, mình cắm móc rồi đàng hoàng mà cái đó nó chỉ để lên thôi, có cọc cắm luôn. Ở khu này sau này du lịch thì hết bài luôn. Giao thông đó hả? Để vài năm nó quay lại cũng phải chơi được. Đây giờ đổ xăng để được bạn rồi. Kêu đổ sao biết, đổ full nè. Đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy. Dạ. À ok, ok. 95. Ôi chiếc xe nó bụi. Đầy. Đổ đầy mình luôn. À, 11.000 chút. Ơ, nó tiếng Việt ạm ạm luôn. Ở đây uống quýnh rồi đó. Đủ chưa? Bao nhiêu rồi? Đủ rồi. Rồi, cảm ơn nha. Vô đổ xăng á, các bạn cứ hô lên là đổ đầy. Cái gì chứ, cái tiếng đầy rồi nhất định mới biết rồi. Đổ đầy rồi. Đổ tràn cả đường luôn. Cho em đổi lại tiền Việt vậy. 100. Bao nhiêu ta? 10. 120. 125. Mà chỉ đến thứ này nè. 103. 104. 105. 106. Em nhớ là còn 18. 107. 178 ngàn. Dạ. Đi có một ngày à, ngày chưa hết nè. 96. Em có 40 ngàn không thổi cho lại. 40 ngàn lấy tiền kia coi. Đi đâu chơi, đi kép hả? Đi kép, đi có một bữa à. Vui không? Có đồ ăn ngon không? Ăn ngon nhưng mà nó, với nó lạ, tại em lần đầu em qua. Lạ. Nè, rồi khỏi thôi chuyện đó rồi. Rồi, cảm ơn chưa? Rồi, cảm ơn. Tại sao qua ghé đổi tiếp. Dạ. 95 mấy. Không thích quá. Đổi lại phải lỗ rồi. Nè. Ừ. Đương nhiên rồi, cái gì cũng vậy hết. Rồi thôi. Kiểm tra hộ chiếu rồi bạn. Chụp nha, phải chụp chứ. Đây cái cột mốc hả bạn? Có làm bằng vẽ rồi. Đó, bây giờ bên đây là Việt Nam nè. Bây giờ mình bước qua đây. Bước qua đây là mình đã qua đất Campuchia đó bạn. Rồi, đấy cái bảng nè. 313 năm 2006. Đó, giờ mình bước qua bên đây là qua Việt Nam nè. Đó, thấy chữ Việt Nam bạn. Bên đây là Campuchia nè.
về thôi Việt Nam thân yêu. Thế vậy chứ các bạn, đi đâu cũng không bằng quê hương chứ. Về đất nước mình cái nó thoải mái gì đâu á. Kết thúc cái hành trình đi qua nước ngoài lần đầu tiên, đi thăm nước bạn Campuchia, rất là nhiều điều thú vị các bạn, rất là đáng để thử một lần á. Sau này có dịp á là mình sẽ quay lại và đi cái đường ven biển mà đang xây các bạn, qua đó nghỉ ngơi. Mình thấy thay vì chọn đi Vũng Tàu đi qua đây á, thì mình thấy đi qua đây nó cũng rất là đáng để suy nghĩ á. Vũng Tàu thế gì chứ dưới mình đi xa đó các bạn, còn qua đây đi qua cái bãi biển đó nó cũng như một cái Vũng Tàu thu nhỏ vậy. Mình đã biết cái quy trình đi và như là nôm na là cách đi thế nào thì mình cũng nắm sơ sơ rồi. Sau này có dịp thì mình sẽ đi Lào hoặc đi Thái. Cái gì cũng có cái bắt đầu các bạn. Đây là lần đầu tiên, đó, sẽ có những lần tiếp theo. Về đi cài để cho những chuyến đi tiếp theo. Bây giờ đi kiếm cho ăn cơm bạn. Về ăn cơm Việt Nam.